Như các bạn đã biết, khi Mac M1 được giới thiệu, Apple ban đầu cho phép chạy mọi ứng dụng của iPhone trên máy Mac sử dụng chip M1. Tuy nhiên, từ bản Mac OS 11.1, sau đó thì người dùng sẽ không thể tải file .ipa về, chỉ có thể cài những ứng dụng phát hành chính thức trên App Store. Với việc không còn cho người dùng tự do cài đặt các ứng dụng iOS, thì Apple có thể đang muốn các nhà phát triển ra phiên bản dành riêng cho Apple Silicon thay vì tận dụng phiên bản iOS. Từ đó thì trải nghiệm sử dụng ứng dụng sẽ tốt hơn từ cái giao diện người dùng cho đến hiệu năng. PlayCover là một dự án cho phép bạn sideload tất cả các ứng dụng iOS trên Mac OS, ngay cả sau Mac OS 11.1. Nghĩa là bạn có thể chạy các ứng dụng và game iOS trên Mac sử dụng chip M1 với chuột, bàn phím và hỗ trợ tay cầm controller. Hiện tại các máy Mac sử dụng chip Intel sẽ được hỗ trợ trong tương lai. Và không rông dài nữa, vào thẳng vấn đề nhé. Đầu tiên các bạn truy cập vào link này. Bản mới nhất là 0.9.6, bắt đầu từ bản 0.9.5. Các bạn bắt buộc phải cập nhật lên Mac OS 12 Monterey để thể cài đặt. Nếu đang ở Big Sur thì tải các bản cũ hơn. Các bạn nhấn vào file BMG này. Sau khi tải xong, mở tệp vừa tải về. Sau đó kéo biểu tượng PlayCover sang thư mục Applications, ứng dụng, mở Application, trước phải Open và PlayCover. Nếu lỗi như thế này, nhấn OK. Sau đó mở lại, nhấn Open. Giao diện PlayCover sẽ như thế này. Từ bản 0.9.5, PlayCover có thể chạy các ứng dụng có bật ship, nhưng bạn vẫn phải tắt ship để đăng nhập vào một số trò chơi, ví dụ như là Genshin. Để làm điều này, bạn có thể nhấn nút Enable Play Site ở đây. Cửa sổ này sẽ hướng dẫn các bạn tắt ship. Đầu tiên, nhấn vào biểu tượng Apple trên thanh menu. Nhấn Shutdown. Sau khi màn hình đen, đợi một lúc cho tắt hẳn. Nhấn và giữ nút nguồn cho tới khi hiện Loading Startup Option thì nhả tay ra. Chọn Option, nhấn Continue để vào Recovery. Trên thanh menu, chọn Utility, nhấn Terminal. Gõ lệnh này để tắt ship, nhấn Enter. Cửa sổ hỏi có chắc chắn muốn tắt ship không, nhấn chữ Y rồi Enter. Nhập mật khẩu mở máy của bạn rồi nhấn Enter tiếp. Lưu ý, khi bạn nhập mật khẩu thì nó sẽ không hiện gì cả, bạn cứ gõ đúng là được. Đợi quá trình hoàn tất. Gõ Reboot, nhấn Enter và đợi máy khởi động lại. Mở lại PlayCover, nhấn Enable Play Site. Nhấn Tiếp. Nhập mật khẩu mở máy của bạn, nhấn OK. Bây giờ bạn khởi động lại máy. Máy lên, mở PlayCover và bắt đầu sử dụng. Ở đây liệt kê sẵn ra các ứng dụng và game đã sử dụng ổn định qua PlayCover. Nếu không có app mà bạn cần, nhấn vào Add App để có thể import tệp IPA của ứng dụng cần cài đặt. Mình sẽ cài thử TikTok. Các bạn có thể lên trang iosninja.io, nhấn IPA Library. Dưới đây là các ứng dụng đã được mod các chức năng. Tìm TikTok ở đây. Bạn kéo xuống nhấn vào Download IPA để tải về. Cửa sổ mới hiện ra. Nhấn Accept. Nhấn Download. Đợi tải xong. Quay lại PlayCover. Nhấn Add App. Sau đó chọn tới tệp IPA vừa tải về. Đợi app được cài đặt. Khi cài đặt xong, biểu tượng TikTok sẽ hiện ra ở đây. Bạn chỉ cần nhấn vào. Và bây giờ thì chỉ cần sử dụng thôi.
vuốt hai ngón tay trên trackpad để lướt video khác hoặc là để nó tự chạy. Vậy thôi, ở video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Genshin Impact huyền thoại. Vì game chỉ hỗ trợ chơi trên màn hình cảm ứng hoặc là tay cầm, vậy nên chúng ta sẽ còn cần phải gắn phím để chơi bằng bàn phím trackpad hoặc là chuột. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Rồi, và chúc các bạn thành công.